Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc và sự cát tường Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ ba ngày 15 tháng 6 năm 2021 Và theo âm lịch hôm nay là ngày mùng 6 tháng 5 năm Tân Sửu Ngày này là ngày giáp ngọ, tháng giáp ngọ năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hoàng Đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ giáp tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc kim quỹ, giờ ất sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Bạo quang, giờ đinh mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc ngọc đường, giờ canh ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc tư mệnh, giờ nhâm thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thanh long, giờ quý dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc minh đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ bính dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc bạch hổ, giờ mậu thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc thiên lao, giờ kỷ tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc nguyên vũ, giờ tân mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc câu trận, giờ giáp tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thiên hình, giờ ất hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc chu tước về ngũ hành ngũ hành niên mệnh sa trung kim ngày giáp ngọ tức can sinh chi nghĩa là mộc sinh cho họ và ngày hôm nay là ngày cát về nạp âm sa trung kim kỵ tuổi mậu tý nhâm tý ngày thuộc hành kim khắc với hành mộc đặc biệt là tuổi mậu tuất nhờ kim khắc mà được lợi ngày ngọ lục hợp với mùi tam hợp với dần và tuất thành họa cục song với tí hình ngọ hình dậu hại xỉu phá mão và tuyệt hời vài tuổi xung khắc trong ngày tuổi mậu tí nhâm tí canh dần tuổi xung trong tháng tuổi mậu tí nhâm tí canh dần vài các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao thiên quan tốt mọi việc sao mạng đức tinh tốt mọi việc Sao quan nhật, tốt mọi việc, và ngày hôm nay là ngày trực tinh, đại cát, tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao, kim thần, thất sát. Sao xấu trong ngày gồm có sao thổ phủ, kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao thiên ôn, kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao nguyệt yếm đại họa, xấu đối với xuất hành giá thú, sao nguyệt hình, dấu mọi việc, sao nguyệt kín chuyển sát, kỵ về khởi công, động thổ, sao ly sàng, kỵ về cưới hỏi. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng đông bắc, và tài thần, hướng đông nam. Sau đây, mời các bạn đón xem từ vi chi tiết 12 con giáp. Thứ ba, ngày 15 tháng 6 năm 2021, mời các bạn cùng theo dõi Đầu tiên mà các bạn đoán xem tử vi tuổi Tý thứ ba ngày 15 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ ba này với ba tuổi Tý, cho chúng ta thấy là ba tuổi Tý đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung tí ngọa mạo dậu. Cái điều này có thể ảnh hưởng tới các mối quan hệ xã giao của bạn tuổi tí trong ngày hôm nay. Bản mày tuổi tí không giữ được bình tĩnh mà tức giận, nóng nảy khiến cho bầu không khí làm việc trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Với bạn tuổi tí, tuy có dấu hiệu của nhân duyên khác giới trong ngày hôm nay, nếu như bạn không biết cách kiềm chế cảm xúc thì sẽ rất dễ mất điểm trong mắt người đó nữa lại thêm trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tý đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh mọi việc khó có thể thuận lợi như bạn mong muốn cũng bởi sự nóng giận mà bạn có thể mất đi một cơ hội thể hiện năng lực của bản thân mình nữa bạn tuổi Tý bạn cần phải xem xét và điều chỉnh lại thái độ của mình nếu như muốn đạt được mục tiêu của mình bạn tuổi Tý nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có thủy khắc với họ. Có vẻ như hôm nay mọi thứ đều muốn nổi loạn lên với bạn. Điển hình là sự bùng nổ của nửa kia. Và may mắn là bản mệnh có thể dễ dàng áp chế được người ái theo cách riêng của mình. Nhờ thế mà, với những hiểu lầm giữa hai người mới được nhanh chóng hóa giải. Về tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim, tức giận, nóng nảy, ảnh hưởng tới bầu không khí chung, tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy áp chế được đối với đối phương, tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa luôn giữ tinh thần thư thái tránh ảnh hưởng tới sức khỏe, tử vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ hóa giải được những hiểu lầm giữa hai người, tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc nhân duyên khác giới vượng cần phải chú ý và đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày thứ ba này sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. tử vi tuổi Sửu thứ ba ngày 15 tháng 6 năm 2021 xem tử vi ngày thứ ba này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Sửu đang có điểm báo có thể sẽ phải đối mặt với một vài biến cố trong ngày hôm nay khi bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành xỉu ngọa tư hại gây ra dường như kẻ tiểu nhân trong bóng tối đang sốt sáng tìm ra điểm yếu của bạn chỉ cần chờ một sơ hở nhỏ của bạn thôi cũng đủ để dìm bạn xuống tận bùn sau rồi. bên cạnh đó trong vận tình ngày thứ ba này với bạn tuổi sửu nếu như không muốn bị tức đoạt đi những thành quả từ nỗ lực của mình trong suốt thời gian vừa qua thì bạn mệnh tuổi sửu nên xem xét tỉ mỉ và cẩn trọng trong từng đường đi nước bước để xử lý công việc cũng biết uh, tâm tính của chính ấn chẳng ham danh lợi chỉ mong được in ổn làm ăn mà thôi. Nhưng không thể vì thế mà có thể dễ dàng để cho mọi cố gắng của bạn tan thành mây khối như thế được. Cũng may mắn là trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi xỉu lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng, báo hiệu cho bạn sẽ nhận được tin vui về chuyện tình cảm. Và nếu như bạn đang quản độc thân, sẽ có được cơ hội được người giới thiệu làm quen với nhiều người mới, có thể một trong số họa Chính là một nửa mà bạn đang tìm kiếm bấy lâu nay. Đã đến lúc bạn mở cửa trái tim mình rồi và đón nhận tình yêu đến với mình đi bạn tuổi xỉu nhé. Vài từ vi tuổi ất xỉu thuộc mệnh kim, cẩn trọng trong từng hành động. Đừng có để cho lọ sơ hở bất cứ sơ hở gì tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy cẩn thận kẻo lại bị kẻ tiểu nhân có ý đồ xấu tử vi tuổi kỵ sửu thuộc mệnh hỏa mối quan hệ với những người thân trong gia đình trở nên hài hòa hơn tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ có được cơ hội gặp gỡ nhân duyên mới tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc dù không ham danh lợi nhưng cũng không thể để cho người khác tước đoạt công sức của mình được và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ ba này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 2 số 9 giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cá tường màu trắng màu cà phê quý nhân phù trợ tuổi Tỵ tuổi Dậu tử vi tuổi dần thứ ba ngày 15 tháng 6 năm 2021 với bạn tuổi dần bước sang ngày thứ ba này thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi dần đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp dần ngọa tốt phù trợ cho nên với bạn tuổi dần trong ngày này mọi công việc đều được giải quyết một cách dễ dàng bạn được bạn bè đồng nghiệp nệ phục cấp trên để mắt tới và cơ hội tăng quan tiến chức chắc chắn sẽ sớm đến với bạn mà thôi. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi dần, bạn lại đang gặp được ngày có thiên tài trợ mệnh. Cái điều này làm cho bạn còn nhận được tin vui về tài lộc bất ngờ nữa. Có thể là một khoản tiền có được từ công việc phụ mà bạn đã đảm nhiệm thêm trong thời gian gần đây hoặc là có được cơ hội trúng thưởng nào đó. Và trong ngày này với bạn tuổi dần, quả đúng là thần may mắn đã mang đến cho bạn tình cảm tốt đẹp, hài hòa không kiếm. Ngày này, bạn đang gặp được ngày có mộc sinh cho họa vượng, bạn và nửa kia đã thấu hiểu và thông cảm cho nhau, cùng nhau chia sẻ những vui buồn mỗi ngày, nhờ thế mà khoảng cách giữa hai bạn càng gần nhau hơn vài tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy công việc được thuận lợi suôn sẻ tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa có được cơ hội thăng quan tiến chức tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ đón tin vui về tài lộc bất ngờ tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc gia đình thuận hòa có được sự thấu hiểu lẫn nhau tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim lắng nghe chia sẻ để thông cảm và hiểu cho nhau nhiều hơn và đánh giá của bạn từ dần trong ngày thứ ba này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 4 số 6 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu đen màu vàng quý nhân phù trợ tuổi ngọ tuổi tuất Từ vi tuổi mão thứ ba ngày 15 tháng 6 năm 2021 xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi mão cho chúng ta thấy là với bạn tuổi mão đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông tý ngọ mão dậu cái điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới công việc của bạn trong ngày hôm nay ban đầu chỉ là những bất đồng ý kiến nhô nhỏ Tuy nhiên, dần dần chúng sẽ trở thành xung đột lớn hơn, khiến cho tín độ công việc của bạn ngày một trì trệ. Ngày này với bạn tuổi mão, nếu không cùng ngồi lại để hóa giải triệt để những mâu thuẫn này, thì e rằng mục tiêu thành công của bạn sẽ càng trở nên xa vời hơn. Cũng may mắn là trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi mão lại đang gặp được ngày của chính tài chiếu mệnh cho nên bạn mệnh không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tiền bạc. Tuy không có sự tăng trưởng mạnh mẽ, nhưng để duy trì được nguồn thu nhập ổn định, vững vàng như thế trong thời gian này cũng là rất uh, tốt rồi. Ngày này với bạn tuổi mão lại đang gặp được ngày có mộc sinh cho hỏa vượng, cái điều này thúc đẩy mối quan hệ về tình cảm của bạn tuổi mão lên một nấc thang mới và bạn có thể bàn tới chuyện về chung một nhà trong thời gian tới sau khi cả hai đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu thử thách trong tình yêu. Đối với những bạn đang còn độc thân thì cũng sẽ có được cơ hội gặp gỡ với một vài đối tượng ưng ý trong ngày hôm nay nữa vài tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy xung đột không hóa giải mục tiêu không thể vươn tới tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa tài chính được ổn định không cần phải lo lắng quá nhiều về chuyện tiền bạc tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ tình cảm có được sự hài hòa nên duyên đôi lứa tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc gia đình hòa hợp hạnh phúc khó ai bằng tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim, bất đồng quan điểm khiến cho tiến độ công việc bị trì trệ. Vài đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá, màu xanh lam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mùi. tử vi tuổi thìn thứ ba ngày 15 tháng 6 năm 2021 với bà tuổi thìn bước sang ngày thứ ba này xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi thìn đang gặp được ngày có thiên ấn trợ mệnh cho nên với bà tuổi thìn có được cơ hội thể hiện năng lực xuất chúng trong ngày hôm nay đặc biệt là đối với những bạn làm trong những lĩnh vực như là dịch vụ nghệ thuật hay là tự do với sự thông minh nhạy bén của bạn chính là chìa khóa để cho bạn tiến bước tới thành công. Tuy nhiên với bà tuổi thìn, bạn đừng vì sớm đứng trên bục vinh quang mà tỏa ra kiêu căng, tự phụ, biến mình trở thành con giáp ngạo mạn. Với những rắc rối có thể đến bất cứ lúc nào, cho nên với bà tuổi thìn, bạn không nên có thái độ như vậy. Còn về phương diện tình cảm của bạn tuổi thìn trong ngày thứ ba này, cái chuyện tình cảm của bạn với những thành viên trong gia đình trở nên hài hòa hơn khi bạn đang gặp được ngày có họa thổ tương sinh. Cha mẹ thấu hiểu, vợ chồng cảm thông, quân cái hòa hợp, quả thật là mong muốn của bạn. Và với bà tuổi Thìn, bạn cũng cần phải biết cách tận hưởng trọn vẹn những phút giây hạnh phúc bên những người thân yêu của mình nữa nhé. Về từ vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh hỏa, sự nhanh nhạy là chìa khóa dẫn lối cho bạn tiến tới thành công. Từ vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ, tình cảm gia đình an in, hạnh phúc. Từ vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc, nắm lấy cơ hội để thể hiện bản thân, khẳng định vị thế của mình. Từ vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim, thái độ kiêu căng, tự phụ có thể mang lại rắc rối cho bạn. Từ vi tuổi nham thìn thuộc mệnh thủy sống khiêm tốn thì ai cũng quý mến cả vài đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ ba này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 4 số 6 giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cát tường màu trắng màu nâu quý nhân phù trợ tuổi giàu tuổi thân Từ vi tuổi tỵ thứ ba ngày 15 tháng 6 năm 2021 Với bà tuổi tỵ bước sang ngày thứ ba này Xem tử vi cho chúng ta thấy là bà tuổi tỵ đang gặp được ngày có quý nhân tam hội nâng đỡ cho nên vận trình công danh, sự nghiệp của bản mệnh trong ngày hôm nay được tốt đẹp. Những mối quan hệ xã giao của bạn cũng có được sự hài hòa, tốt đẹp có thể mang đến cho bạn tuổi tỵ những cơ hội phát triển bất ngờ nữa. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi tỵ, bạn cần phải luôn cẩn thận với những thế lực xấu mà hung thần thiên quan có thể kéo đến trong ngày hôm nay. Những kẻ tiểu nhân vì thèm muốn thành công mà bạn có được mà sinh lòng ganh ghét, đố kỵ liên tục bày mưu tính kế để hãm hại bạn. Và với bạn tuổi tỵ, bạn hãy luôn tỉnh táo và sáng suốt Đừng có để cho bản thân mình bị lung lạc trước bất cứ hành vi xấu nào của chúng nhá. Xem tử vi cho thấy, hôm nay là ngày mùng 6 tháng 5 năm Tân Sửu, ngày này à, sẽ không tốt cho bạn tuổi Tỵ, vì vậy với bạn không nên thực hiện những công việc trọng đại như thế là xây cất về nhà, cửa này, khai trương này, xuất hành và không ký kết những hợp đồng quan trọng nữa nhá. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa, tỉnh táo, sáng suốt khi đối diện với những hành vi xấu của kẻ tiểu nhân. Từ vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ, mối quan hệ xã giao có được sự hài hòa, mang đến cho bạn có được cơ hội mới. Từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc, vận trình sự nghiệp được thuận lợi, hanh thông. Từ vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim, cần phải xem xét cẩn thận nếu như muốn triển khai đầu tư, kinh doanh. Từ vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy, cẩn thận kẻo lại bị kẻ tiểu nhân bày mưu hàm hại. Vài đánh giá của bạn tuổi tỷ trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 9, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu hồng, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu. Từ vi tuổi ngọ thứ ba ngày 15 tháng 6 năm 2021. Với bà tuổi ngọ bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho chúng ta thấy là bà tuổi ngọ đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành, ngọ ngọ tự hình. Cái điều này làm cho tâm trạng của bạn cứ buồn bực, khó chịu mãi không thôi. Và chỉ một lời góp ý đơn thuần thôi cũng có thể khiến cho bà tuổi ngọ cảm thấy thất vọng, mất đi sự tự tin và tự ti đến thế nào rồi. Trong ngày này với ba tuổi ngọ, nếu như không muốn mình trở thành con giáp cực đoan đến độ mọi người ai nấy đều né tránh thì bạn cần phải thay đổi ngay thái độ cũng như là suy nghĩ tiêu cực của bản thân đi. Chúng không những không đem lại lợi ích cho bạn mà còn có thể khiến cho bạn từng bước thụt lùi đi nữa. Trong ngày này với ba tuổi ngọ, cũng may là bạn đang gặp được ngày có chính quan trở mệnh cho nên công việc của bạn mới trở nên thuận lợi hơn đôi chút. Chỉ cần bạn bỏ ngay các tính bạo thủ, lúc nào cũng khăng khăng là mình đúng đi và học cách tiếp thu những ý kiến đóng góp của mọi người thì bạn hoàn toàn có thể chinh phục được bất cứ đỉnh quang vinh nào nữa. Về từ vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim, tâm trạng buồn bực, muộn phiền, khó lý giải, từ vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy với những suy nghĩ cực đoan có thể ảnh hưởng tới con đường phát triển của bản thân, từ vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa, đừng để cho sự cực đoan phá hủy đi một con người. Từ vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ, công việc cũng có những bước tiến mới. Từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc, hãy học cách lắng nghe và tiếp thu ý kiến của mọi người, thành công sẽ tới với bạn. Vài đánh giá của bạn tử ngọ trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi mão, tuổi dần. Từ vi tuổi mùi thứ ba ngày 15 tháng 6 năm 2021 với bạn tuổi mùi bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi chua chúng ta thấy là bạn đang có được báo hiệu các mối nhân duyên của bạn trong ngày hôm nay rất tốt đẹp và sẽ trở nên hài hòa hơn rất nhiều. Bạn tuổi mùi, bạn trọng tình nghĩa và chẳng mãi chẳng mãi may tính toán điều gì mà cứ nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Đó cũng chính là lý do bạn có mặt trong top những con giáp được đồng nghiệp quý mến, lãnh đạo quê trọng lại thêm trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi mùi đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh sẽ giúp cho bạn khẳng định được năng lực của bản thân với bạn tuổi mùi sẽ sớm đốn tin vui thăng tín trong cái thời gian tới bạn cũng cần phải tiếp tục giữ vững tinh thần và chờ đợi thời điểm thích hợp để tăng tốc thành công chắc chắn sẽ nằm gọn trong tay của bạn mà thôi Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi mùi lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Cho nên, bên cạnh bạn tuổi mùi luôn có một bờ vai vững chắc cùng bạn chia sẻ những ngọt bùi. Dù công việc có bận rộn đến đâu đi chăng nữa, nhưng cả hai không quên dành chút thời gian ít ổi cho nhau, tình cảm nhờ thế mà thêm phần mặn nồng, thám thít hơn. Về tử vi tuổi ất mùi, thuộc mệnh kim, Quan tâm hơn tới sức khỏe của bản thân Từ vi tuổi đinh mùi Thuộc mệnh thủy Đừng vội ngủ quên trên 9 tháng Từ vi tuổi kỷ mùi Thuộc mệnh hỏa Mối quan hệ xã giao có được sự hài hòa Tốt đẹp Từ vi tuổi tân mùi Thuộc mệnh thổ Tình cảm đôi lứa mặn nồng Thám thiết Từ vi tuổi quý mùi Thuộc mệnh mộc Năng lực được khẳng định Cơ hội tăng tín sẽ đến Và đánh giá của bạn tuổi mùi Trong ngày thứ ba này Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão. Từ vi tuổi thân thứ ba ngày 15 tháng 6 năm 2021 xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi thân cho chúng ta thấy là bạn tuổi thân đang gặp ngày có tỷ kim giáng họa cái điều này làm cho bạn đang có điểm báo xung đột tranh chấp có thể xảy ra giữa bạn tuổi thân với bạn bè đồng nghiệp hay là với chính những người thân thiết trong gia đình của mình ngày hôm nay và dù có né tránh thì bạn cũng chẳng thể thoát được những uh, mớ bỏng bong này và cách tốt nhất là bạn hãy đối diện với chúng với bạn tuổi thân chỉ có thể cùng nhau ngồi lại, trao đổi và bàn bạc thật kỹ càng thì mới có thể đưa ra một câu trả lời, một giải pháp hợp tình hợp lý nhất mà thôi. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi thân cũng đang gặp ngày có họa khắc với Kim và đây chưa phải là thời điểm thích hợp để cho bạn tiến hành một mối quan hệ mới với những cảm xúc hỗn loạn giữa quá khứ và hiện tại có thể sẽ khiến cho bạn trở nên rối trí mà đưa ra quyết định vội vàng. Có lẽ bạn nên dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu đối phương nhiều hơn nữa sẽ tốt hơn cho bạn. Trong ngày này, nếu như muốn công việc của bạn được trôi chảy thì bạn tuổi thân nên tham khảo giờ tốt, hướng xuất hành tốt để thực hiện. Theo đó, hướng xuất hành tốt trong ngày hôm nay của bạn là hướng Đông Bắc và hướng đông nam, đây là hai hướng sẽ giúp cho bạn gặp được nhiều may mắn, thần tài ở bên chia chở. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, không nên đưa ra bất cứ quyết định vội vàng nào, tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, tình cảm xuất hiện nhiều vết rạn nứt. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, cùng nhau tìm ra phương án giải quyết vấn đề sao cho hợp tình hợp lý nhất. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, đừng có giấu những suy nghĩ ở trong lòng, hãy chia sẻ để được thấu hiểu. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, chưa phải là thời điểm thích hợp để cho bạn phát triển mối quan hệ mới. Và đánh giá của bạn Tử Thân trong ngày thứ ba này, sự nghiệp ba sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu xám, màu ánh kim, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn. Từ vi tuổi giàu thứ ba ngày 15 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Dậu bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dậu đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, tí ngọ mạo Dậu. Cái điều này sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới tâm trạng của bạn trong ngày hôm nay. Công việc của bạn có sự sao nhã, thiếu đi sự tập trung, không xử lý kịp thời vấn đề, khiến cho bạn mệnh có thể phải chấp nhận không ít những lời của trách ngày hôm nay và đây chính là cơ hội mà kiếp tài mang đến cho những kẻ gió bụng muốn tìm cách để hạ bệ bạn nếu như bản mệnh tuổi dậu không chấn chỉnh lại thái độ làm việc thì rất nhanh thôi mọi cố gắng và nỗ lực của bạn trong thời gian vừa qua sẽ tan thành bọt biển còn về phương diện tình cảm của bạn tuổi dậu trong ngày thứ ba này các chuyện tình cảm của bạn cũng đang gặp ngày có họa kim xung khắc chẳng được như ý muốn với những hiểu lầm giữa bạn và người ấy sẽ khiến cho khoảng cách của hai người càng xa nhau hơn và bạn hãy dành nhiều thời gian hơn ở bên người ấy chia sẻ thẳng thắn những vấn đề mà cả hai đang gặp phải để sớm tìm ra được tiếng nói chung. Về từ vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy kẻ tiểu nhân tìm thấy cơ hội để hạ bè bạn từ vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa tâm trạng bất an ảnh hưởng khá nhiều tới công việc. Từ vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ chấn chỉnh lại thái độ làm việc nếu không muốn nhận lấy thất bại về mình. Từ vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc dành nhiều thời gian ở bên người ấy vun đắp tình cảm cho cả hai. Từ vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim sự sao nhã thiếu đi sự tập trung có thể dẫn đến sai lầm trong công việc. Và đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 8, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu. Tử vi tuổi Tuất, thứ ba, ngày 15 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi tốt bước sang ngày thứ ba này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi tốt đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Cái điều này sẽ giúp cho bạn đốn không ít những tin vui về công việc ngày hôm nay. Với những ý tưởng mới mẻ sẽ giúp cho bạn tuổi tốt ghi điểm được trong mắt đồng nghiệp, bạn bè và cấp trên và cơ hội để cho bạn tiến gần hơn với mục tiêu của mình sắp đến rồi. Bạn cũng cần phải chuẩn bị tinh thần để sẵn sàng nắm bắt lấy nó nhé bên cạnh đó trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi tuất lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng cái điều này thúc đẩy mối quan hệ giữa bạn với nửa kia thêm phần tốt đẹp hơn gác lại những bận rộn sau lưng đôi bạn không quên dành cho nhau những giây phút hạnh phúc bên nhau dù ngắn ngủi thôi nhưng đó lại là liều thuốc cho tình yêu để gắn kết hai người lại với nhau và xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày mùng 6 tháng 5 năm Tân Sửu ngày này nhân thần ở trong miệng khắp thân mình và túc dương minh vị kinh vì vậy với bạn mệnh tuổi tốt tránh làm tổn thương va chạm mộ xỉa châm chích ở các vị trí này trong ngày hôm nay nhé vài tử vi tuổi giáp tốt thuộc mệnh hỏa chuẩn bị sẵn tinh thần để chấp lấy cơ hội thăng tín tử vi tuổi bính tốt thuộc mệnh thổ công việc thuận lợi hanh thông như mong đợi tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc quan hệ về tình cảm gia đình trên dưới hòa thuận tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim đừng có lơ là công việc ngay cả khi mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy đối với những bạn đang quần độc thân hãy mở rộng lòng mình để đón nhận tình yêu về đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ ba này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi thân, tuổi ngọ. Từ vi tuổi hợi thứ ba ngày 15 tháng 6 năm 2021 với bà tuổi hỏi bước sang ngày thứ ba này, thầy tử vi chỉ ra rằng bà tuổi hỏi đang có được báo hiệu đón nhận nhiều tin vui về tài lộc khi bạn đang gặp được ngày của thực thần ghé thăm. Trong ngày này, đối với những bạn làm kinh doanh, buôn bán, đầu tư có thể nhìn thấy được cơ hội phát tài ngay trước mắt. Vì vậy, bạn cần phải nhanh nhanh tay để nắm bắt lấy, đừng có bỏ lỡ cơ hội đến với mình con đường tình duyên của bạn tuổi hợi trong ngày hôm nay lại đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành, thủy họa tương xung, Cái điều này sẽ làm cho bạn chẳng được vui vẻ như mong đợi. Với những tranh cãi, mâu thuẫn chỉ vì những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống khiến cho đôi bên đều cảm thấy mệt mỏi. Và với bạn tuổi hợi, đừng có để chúng trở thành những vết rạn nứt không thể nào xóa bỏ được. Xem tử vi ngày tốt xấu cho thấy Hôm nay, bản mệnh có thể thực hiện những công việc như là khởi tạo, xây cất về nhà cửa, dựng cửa, trộ cửa, nhập học, đi thuyền, làm thủy lợi hay là tháo nước, mương rạch. Nhưng bạn cũng cần phải chú ý không nên tiến hành những công việc như là cưới gã, chôn cất, đóng thọa đường, lốt giường ngày hôm nay. Bạn cần phải sắp xếp công việc cho hợp lý để tránh rủi ro xảy ra với mình nhé. Từ vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa đối với những bạn làm đầu tư, kinh doanh, buôn bán, nhận được nhiều tin vui về tài lộc. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ, tiền bạc được rũng rỉnh, chẳng lo túng thiếu. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc, cơ hội phát tài phát lộc đã đến, cần phải nắm bắt lấy ngay. Tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim, chuyện tình cảm không được như mong đợi. Tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy, các cặp đôi mâu thuẫn liên minh về đánh giá của bạn tuổi hỏi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 9, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tiếc like comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.